Đến triển lãm BIMS 2024, Mazda mang tới chiếc Mazda 6 phiên bản kỷ niệm 20 năm. Tên gọi chính thức của xe là Mazda 6 20 The Anniversary Edition, đi cùng mức giá tương đương 1 tỷ 704 triệu. Với số tiền trên, khách hàng có thể mua được những mẫu sedan hạng sang như BMW 320i M Sport giá 1 tỷ 689 triệu hay Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus giá 1 tỷ 588 triệu. Sở hữu vóc dáng tổng thể giống hệt những chiếc Mazda 6 cùng đời đang lăn bánh trên đường, phiên bản kỷ niệm vẫn đủ mới mẻ và tạo được khác biệt nhờ vào những chi tiết hàng thừa từ hãng xe Nhật Bản. Ở ngoại thất, Mazda 6 20 The Anniversary Edition khoác lên mình màu sơn đỏ Artisan Red Premium, được hãng xe Nhật Bản làm riêng cho phiên bản này. Xe cũng được trang bị bộ mâm 19 in sơn màu xám nòng súng. Logo 20 The Anniversary được đặt tại hai bên phía sau hốc bánh trước. Bước vào bên trong, nội thất FNABNZ kỷ niệm gây ấn tượng với ghế ngồi được bọc da Napa. Bảng táp lô tấm ốp cánh cửa được phủ vải Legano màu nâu vàng tương phản, trên nền đen. Logo kỷ niệm 20 năm cũng được dập nổi trên tựa đầu hàng ghế trước. Là phiên bản full option, Mazda 6 phiên bản kỷ niệm 20 năm sở hữu loạt trang bị đầu bảng của hãng, tiêu biểu như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái H, màn hình dài 8 inch kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto, dàn âm thanh 11 loa Bose, điều hòa tự động hai vùng, hàng ghế trước chỉnh điện có bộ nhớ hai vị trí và phanh tay điện tử tích hợp tính năng Auto Hold. Hàng ghế sau của xe được bố trí dàn cửa gió điều hòa, bệ tỉ tay và rèm che nắng phía sau. Dưới nắp capo, mẫu sedan hạng D được trang bị khối động cơ xăng Skyactiv G4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5 lít có công suất 192 mã lực và 258 Nm mô men xoắn, kết hợp hộp số tự động 6 cấp được điều chỉnh qua lẫy chuyển số sau vô lăng. Xe vẫn được trang bị chế độ lái sport thể thao, công nghệ tự động ngắt động cơ tạm thời e-start và hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Touring Control Plus. Về an toàn, Mazda 6 phiên bản kỷ niệm được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái, eActive Sense, bao gồm kiểm soát hành trình thông minh, tự động bám đuôi phương tiện phía trước, phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo người lái mất tập trung và đèn pha tự động thích ứng. Ngoài ra, không thể thiếu những trang bị an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360 độ, 8 cảm biến đỗ xe trước sau và 6 túi khí.